Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch đất nước. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn thông tin về du học Canada. Canada là một trong những đất nước đáng sống trên thế giới và đang mở rộng cơ hội định cư cao cho các bạn trẻ. Những lý do các bạn nên chọn học tại Canada vì đây là một quốc gia đứng thứ 6 trong top 10 quốc gia phồn thịnh nhất trên thế giới và an sinh xã hội tốt nhất. Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, cơ hội định cư về Canada đang thiếu hụt lao động ở các ngành nghề như là y tế, giáo dục, kinh doanh, quản trị nhiều ngành khách sạn, v.v. Chính vì thế, những ngành này sẽ ưu tiên xét định cư để thu hút nhân lực nước ngoài. Khi có những thắc mắc về hồ sơ, thủ tục cũng như các điều kiện du học tại Canada, các bạn hãy gọi đến công ty Tân Đại Dương để được tư vấn miễn phí về mọi thông tin qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Để được định cư, các bạn cần phải nộp đơn xin nhập cư sau 1 năm làm việc với bằng cấp cao đẳng trở lên trong độ tuổi từ 19 đến 32. Vancouver, chuyên đào tạo bậc quản lý về du lịch khách sạn, môi trường lý tưởng cho sinh viên vừa học vừa làm và hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây chắc chắn sẽ là dịch cầu hữu ích giúp các bạn sinh viên kiếm thêm thu nhập cũng như có cơ hội định cư tại đây. Học đi đôi với hành luôn là điều mong muốn của các bạn sinh viên trẻ ngày nay, và điều đáng ngạc nhiên hơn là các bạn có cơ hội trải nghiệm du học tại Canada, đất nước đứng đầu thế giới về chất lượng cuộc sống và chất lượng giáo dục. Vancouver là một trong những tỉnh có những trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Canada. Đây là con đường đảm bảo chất lượng nhất để bạn có thể trở thành nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà hàng khách sạn tại đất nước hàng đầu thế giới về chất lượng đào tạo. Với nhiều năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương sẽ đưa đến các bạn những hỗ trợ dịch vụ tốt nhất về vấn đề du học của các nước. Khi có nhu cầu du học, các bạn đừng quên gọi đến Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và hiện nay, Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có các chi nhánh ở tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể vào các trang web của công ty để tham khảo thêm, đó là tundaiduong.edu.vn và tddvn.com. Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên là Thanh Trúc, em học trường trung học Hồng Cần Duộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường Sept Polytechnique. Thì tổng thời gian của em học bên đó để lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tân Đại Dương? Dạ em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Sept Polytechnique. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.